Trải nghiệm chiếc xe này quả thực rất là tuyệt vời anh chị. Hai hàng ghế sau này anh chị rất là tuyệt vời cho một chiếc Carnival 2.2 máy dầu nha. Hiện tại chiếc xe này Quân đang bán với giá là 1.450.000 nha anh chị. Carnival 2.2 máy dầu bản Signature, phiên bản cao cấp nhất, có màu xanh Carbonside nha anh chị. Và hiện tại em xe này có biển số Sài Gòn, sản xuất 2022. Quân sẽ mời mọi người đi cùng Quân dạo lại một vòng, cập nhật lại, review lại chính sách bán hàng. Hiện tại gần cuối tháng rồi, Quân cũng để một cái giá cực kỳ hữu nghị cho anh chị nào đang quan tâm chiếc Carnival 2.2 máy dầu sản xuất 2022, đi siêu lướt luôn anh chị. Mọi người hãy cùng Quân đi dạo một vòng. Có lẽ đáng để nhắc tới nhất chính là cái ngôn ngữ thiết kế của nhà Kia nha anh chị. Đây này anh chị, mặt ga lăng thiết kế là theo ngẫu hứng mũi hổ. Đặc biệt là có thêm trang bị cam 360 độ cộng với giải cảm biến trước, có 4 cảm biến trước nha anh chị. 4 cụm đèn này, cụm đèn vuốt lên, vuốt sang hai bên, cực kỳ thể thao, khỏe khoắn luôn. Xe full LED nha anh chị. Với mâm là 19 inch dạng mâm phay hai màu trắng và đen, cực kỳ là sang trọng luôn. Đó thì Kia thì anh chị biết rồi, rất là nhiều tính năng tiện nghi. Vậy thì cái mà đáng tiền nhất, Quân sẽ mời mọi người đi vô trong nội thất để kiểm tra liệu xem chiếc xe này có đáng để sở hữu hay không nha anh chị. Ở hai hàng ghế trước được chỉnh điện 10 hướng và có chế độ sửa ghế, sấy ghế nha. Có nhớ hai vị trí luôn, cực kỳ là tuyệt vời cho trải nghiệm cho chiếc xe này. Thì bây giờ Quân mời mọi người cùng nhìn về cái khoang nội thất nha. Vô lăng thì tích hợp rất là nhiều nút bấm, có lẫy chuyển số trên vô lăng ở khối động cơ 2.2 máy dầu. Đó, có đầy đủ tính năng tiện nghi như là giữ làn này, đo khoảng cách này, cruise control này, tăng giảm âm lượng nha anh chị. Đó thì xe này có trang bị đầy đủ luôn nha, hai cửa sổ trời cho chiếc xe này. Nội thất màu đỏ và trang bị sửa ghế, sấy ghế, đặc biệt cái cần số là dạng núm xoay nha anh chị. Núm xoay này, xe rất là sang trọng luôn. Có phanh tay điện tử, có auto hold, có chế độ lái, sửa ghế này anh chị, sửa vô lăng luôn ha. Cam 360 độ, điều hòa độc lập, điều hòa tự động này anh chị, 3 vùng độc lập nha. Khởi động thông minh start-stop. Xe mới chạy có 10.519 km nha anh chị. Cực kỳ là chất lượng. Với mẫu thiết kế này thì ở phân khúc này thì dường như Kia đã là một cái gì đó sự lựa chọn hoàn hảo nhất rồi. Đó thì bây giờ ở phía trước khoang người lái á, là rất là nhiều tính năng tiện nghi rồi. Thì bây giờ Quân mời mọi người cùng nhìn về cái hàng ghế sau nha. Cũng như hai hàng ghế trước thì ghế sau, hàng ghế ở giữa này thì chỉnh được rất là nhiều hướng ghế nha anh chị. Đây có trượt lên, trượt xuống. Đó, và có chỉnh ra vào được nha. Chỉnh ra vô được ha anh chị. Đó, để cho dễ dàng di chuyển được vào phía trong ở hai người ngồi hàng ghế ở phía sau cùng. Và đặc biệt là có ngả ghế ra hết luôn nha anh chị. Đó, cảm giác rất là thoải mái này anh chị. Đó, ở phần tì chân ở phía dưới này á, cũng có thể là ngả lên được luôn nha anh chị. Đó, rất là thoải mái luôn. Kia thì rất là biết chiều lòng khách hàng ha anh chị. Phần này cũng ngả được nè. Đặc biệt là xe này có luôn cái phần sửa ghế, hai hàng ghế trước, hai hàng ghế sau này luôn ha anh chị ha. Có luôn tính năng sửa ghế, có hai cửa sổ trời này anh chị. Đặc biệt ở phía bên trên này, chúng ta cũng có thể là chỉnh hàng ghế ở phía trước được nha anh chị, tới lui được luôn. Như những cái chiếc xe đẳng cấp khác. Thì phía sau này trải nghiệm rất là rộng rãi và thoải mái nha. Bây giờ bấm nút mở cửa ở trong này được luôn ha anh chị ha. Bây giờ Quân sẽ đi trải nghiệm ở phía sau. Nó rất là rộng rãi nha anh chị. Nếu như mà không có người, có đầy đủ người đủ tài, đủ ghế thì chúng ta hoàn toàn là vô đây ngồi được nè anh chị. Rất là rộng rãi ha. Bây giờ Quân sẽ đi thử ha. Đây anh chị, ngồi phía sau cũng khá là rộng rãi thoải mái nha. Đó, chúng ta bật lên rất là rộng rãi nha. Với cái chiều cao của Quân thì ngồi đây cũng khá là rộng rãi thoải mái, đặc biệt là cũng ngả ghế được luôn nha anh chị. Đó, với hệ thống âm thanh này đầy đủ ha, có điện là chỉnh hướng gió này đầy đủ ở đây hết luôn nha anh chị, đầy đủ luôn. Đó, có khay để nước ở đây luôn ha, rất
rất là rộng rãi thoải mái cho chiếc xe này luôn, có rèm che nắng luôn. À, không thích thì chúng ta có thể kéo lên. Rồi, vậy thì chúng ta mới trải nghiệm ba hàng ghế luôn, được chăm sóc tất cả những thành viên trong gia đình nha anh chị. Kia Carnival luôn biết chiều lòng khách hàng. Đó, ở phía sau cũng có rất là nhiều cảm biến này anh chị, bốn cảm biến sau luôn ha, bốn cảm biến sau luôn. Cốp điện nha anh chị. Signature này thì rất nhiều tính năng tiện nghi rồi. À, rất là đẹp luôn anh chị, rất là rộng rãi luôn. Nãy Quân vô thử ở hàng ghế này, thì bây giờ nếu như anh chị mà không muốn ngồi phía trên này, chúng ta sẽ được một cái cốp rất là rộng nha. Đây, gặp lại thì được một cái cốp rất là rộng rãi nha anh chị. Rồi, như vậy là Quân vừa xếp lại hàng ghế thứ ba này anh chị. Nếu như chúng ta đi dã ngoại, đi picnic, chỉ cần mang theo một cái tấm nệm nhỏ thôi, nệm nhỏ hoặc là một tấm chiếu chúng ta trải qua đây. À, đi picnic xong chúng ta có thể là vô đây ngồi thì rất là rộng rãi thoải mái luôn ha anh chị ha. Đó, hàng ghế này có thể gập lên, được một cái cốp cực kỳ rộng, đáp ứng được nhà có 5 hoặc 7 người chúng ta đều có thể sử dụng rất là rộng rãi thoải mái nha anh chị. Với tài chính 1.450.000 thì chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn được chiếc xe này, tiết kiệm được khá là nhiều tiền. Sơn zin chiếc xe này còn tới 99% nha anh chị, 99% luôn, không sơn dặm, zin từng con ốc một luôn. Đó anh chị nhìn này, kiểm tra bốn bánh này, 10.000 cây thì rãnh còn rất là sâu nha, rất là sâu luôn. Đát lốp thì còn theo xe hết nha anh chị, tuần 28 của 2022, bốn bánh còn theo xe hết nha, cực kỳ là yên tâm về chất lượng của chiếc xe này. Và như vậy, Quân mới cùng anh chị đi dạo một vòng, đánh giá về ngoại thất, nội thất của chiếc xe. Hiện tại, chiếc xe Carnival 2.2 máy dầu có biển số Sài Gòn, màu xanh Carbonsai, Quân đang bán với giá là 1.450.000. Còn thương lượng, anh chị nào mà quan tâm mẫu xe này, bên Quân có thu cũ đổi mới, có trao đổi những dòng xe khác. Quân cũng cảm ơn tất cả anh chị đã coi video. Nếu anh chị là lần đầu tiên coi video, đừng quên đăng ký kênh để Quân liên tục ra và đưa đến anh chị những cái video, những chiếc xe mới nhất của bên Quân. Cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị.